Rồi đối với khẩu, vậy thì đối với khẩu mình sẽ thể hiện cái gì ở trong cái lời nói của mình đây? À, khẩu mình sẽ làm gì chậm, làm gì giờ, làm gì trong khẩu? Có gì hết ha, nói được cái điều mình biết à, nói được cái điều mình biết ha. À, vậy thì phải vậy đây nè, trong cái khẩu anh nè, nó phải có cái này nè. À, bắt được dụng ý, bắt được tình huống phù hợp để nói. Dùng ý để bắt được cái tình huống phù hợp để mà nói. Nếu không bắt được cái tình huống phù hợp để mà nói thì làm sao mà nói, tình huống nào là phù hợp ha? Vậy thì vấn đề đó, tình huống nào là phù hợp? Thứ nhất, tình huống như là có vẻ người ta không hiểu chỗ này, không hiểu chỗ đó. Đây, một cái tình huống. Cái tình huống thứ hai, có vẻ chỗ này ta cần quảng diễn cho rộng ra hơn mức hiểu, hơn mức hiểu biết thông thường của người nghe để họ hoan hỷ. Nhiều khi mình phải làm cho người ta cần chứ không phải là mình chờ người ta cần. Thể hiện ra đó là cái cách mà làm cho người ta cần nha, nhớ nha, chứ không phải là mình chờ người ta cần ha. À, như vậy đó thì mình mới có thể mình thể hiện được cái năng lực cho người ta. Đôi khi người ta không có cần thay nhìn cái năng lực của mình ha, người ta không cần nhìn cái ra coi mình cậy đi chui vô quần trốn à, đâu được ha. Mình phải có thể hiện ra đi chi, từ đó rồi người ta mới tiếp tục khai thác nữa, mới tiếp tục phát triển lên nữa, chứ mình không phải mình đứng đứng yên một chỗ như vậy. Thì tình huống phù hợp ấy là có thể người ta không hiểu chỗ đó, chỉ là mình nói chỗ đó. À, có thể cái chỗ đó là chỗ mình cần làm cho nó rộng ra hơn mức hiểu biết thông thông thường của người ta. Cái thứ ba nữa là mình làm cho người khác, cho người ta thấy cần phải nghe thứ mình nói, để mình nói thứ mà mình trù bị nhằm tạo được sự tin tưởng nơi người nghe. Được không, hiểu không? Cái số 4, khéo léo úp mở những điều gợi sự tò mò, tìm hiểu cho người học, rồi người học hay là người nghe hay là người tiếp xúc gì đó ha, được ha. Rồi lại tạo cơ hội để mình trình bày như là cái sự bài giải cho vấn đề mình đã tạo sự tò mò.
hồi trước. Cái sự thể hiện hiểu không? Giờ quý vị có hiểu không? Coi coi vô hết chi gì ta. Ok, hiểu không? Bốn bốn cái này có hiểu không? Mấy quý vị có mần được cái nào trong bốn cái này không? Đã từng làm ấy. Cái có cái một ha. Gì khác không hết hả? Bài cái cuối à, có vẻ khiêu khích. Trời ơi, cái thứ từ nó khó, cái thứ từ nó khó, cái thứ từ có khó chứ, đừng có làm đà hồ á. Trời ơi, mà mấy bạn làm đầu tiên là mày tiêu nha. Cái cuối phải làm cuối à, cái cuối nó khó lắm. Một ít ha. Tương tự nó khó dần lên á. Một hai chút phải làm ha. Tiên chưa có làm cái bún nhiều ha. Như vậy cái bún nó khó là bởi vì mình phải biết khéo léo ha. Khéo léo chứ không hồi là mình không biết khéo léo đó. Cái nó thô, nó kỳ lắm, nó khô kỳ lắm. Còn cái khúc mà làm cho người ta cần nghe tức là bây giờ mình muốn thể hiện cái sự hiểu biết của mình mà người ta không có cần nghe, ta không có thèm nghe thì làm sao mà mình thể hiện cái sự hiểu biết của mình được, đúng không? Cho nên là mình phải làm cho người ta có cái nhu cầu muốn nghe mình nói. Vậy đó, mình phải đi làm cái chuyện đó đó, rồi khi người ta có nhu cầu muốn nghe mình nói nè, mình nói ra, mình nói ra cái người ta nghe đó, người ta hoan hỷ, người ta thấy cái điều đó là đáng tin á. À, bằng bắt gịch ha, được cái vốn nhớ được từng mừng được một lần ha. Hoan hỷ ừ thì dĩ nhiên rồi đó, cô tiện rồi nói đó. Thì như vậy học sinh nó học nó không có chán, nó không có chán, nó luôn 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 lắng nghe coi coi tới gì rồi, sắp tới gì rồi, trời ơi diễn viên vai chánh sắp chết rồi, xong coi có sống lại không, hay chết luôn à. Đó sự úp úp mãi mãi gì đó và thích nghe lắm, và theo cái bài học của mình đó. Cái như vậy nó đâu có chán, người ta đâu có chán đâu, mà ta không chán là coi như mình thành công rồi đó. Tập gì phải tập chứ, không tập nó đâu có được đâu ha, phải tập. Phải tập từng cái một, đó là bốn cái căn bản của cái chuyện mà dùng ý ha, để mà bắt được cái tình huống phù hợp để mình nói. Rồi cái gì nữa, cái gì nữa đây à, dùng ý để đoán hạng người, không không phải hạng, đoán kiểu người mà tác động bằng lời phù hợp à, dùng ý để đoán kiểu người mà tác động bằng lời sao cho phù hợp, cho phù hợp. Thì đối cái dạng người ha, đối với cái dạng người thứ nhất, đối với dạng người là đối với người ngã mạn cao, đối với người ngã mạn cao chửi tới tấp à, chửi tới tấp, chửi tới khi nào nó hết cống cao ngã mạn là được, mở ngoặc ra à,
phải thấy được chỗ nó sai để chửi thì nó mới phục. Cách này có ai mặn chưa? Còn thì có cái ghen nhà tôi là cái ghen chửi ha. Chưa. Phải chửi một cách khôn khéo ha, phải chửi một cách khôn khéo. Vì chửi chửi sao là chửi khôn khéo, mà chửi khôn khéo là chửi mà người ta muốn nghe. Chửi mà người ta muốn nghe thì đó là cái chửi nó khôn khéo. Chửi nó khôn khéo là phải như vậy đó. Chỗ này nè, thấy được cái chỗ sai đó, cái chỗ nó sai đi chửi thì nó mới phục. Nó mới lắng nghe. Mới lắng nghe mình chửi. Thì cái này đó, đó là chửi khôn khéo. Có chứ không thôi đó, chửi ngu ngu dốt là chết luôn á. Chửi hồi cái tâm lý rồi ha, nặng tâm lý ha, nó khác ha. Có nhiều ít ha, tụi ít ha. Chửi ngu dốt nó chửi lại. Nó chửi lại xong cái mình hết còn gì để chửi thì thật cái tại là tại vì mình ngu. Chửi cho nhiều cách được khi gián tiếp. Ok, hey. Bằng nhiều cách khác nhau, bằng nhiều cách khác nhau đó. Sao mình làm được vậy đó? Đó là với cái hạng người đó mà ngã mạn cao. Đối với người ngã mạn cao là mình phải làm như vậy. Thì đối với người có niềm tin cao, cái người có niềm tin cao, người có niềm tin cao, chỉ cần làm cho sụp đổ cái niềm tin sai xấu cũ và đưa cái niềm tin mới đúng tốt hơn là xong. Rồi có ai đã giải quyết cái còng hai chưa? Có ai gặp cái còng hai chưa? Này hơi khó hơn ha. Thằng ngã mạn dễ, thằng ngã mạn dễ. Quý vị học chừng tới tới ba là quý vị chữ quyết liệt được rồi. Trời ơi, chụp cái này là biết con. Nó ngồi lại nó ghi nó coi coi trời nãy giờ ông sẽ làm gì với mình nha, đó giờ ông làm gì với mình. Chiêu không có nghe, nó là chiêu không đó. Phải gán, nhớ, giữ làm của sau này đó mà xài. Bước ra là không có mấy cái này ngoài đời đâu để mà xài, gắn nhớ. Ơi, mấy đứa lớp trên là nó để ý đó không có con. Con mới mới ghi nhận rồi đó, mẹ con chậm lắm mà. Chuyện bí kíp, ngày nào cũng chuyện bí kíp. Tại vì con thấy bí kíp chứ con lụm thôi. Nó xài nhiều lắm, nó xài nhiều lắm. Xài nhiều.
đó đối với cái người mà có niềm tin cao đó ha. Rồi đó vậy. Suy tư cao. Chợt tân chửi xả láng thì thấy cái mỏ tân mà máu không biết, tại đó là nó chửi không thành công, người ta quánh nó mỏ máu không. Thứ ba, đối với người có suy tư cao, đặt vấn đề, cho thật mâu thuẫn, thật mâu thuẫn, đường nào cũng đúng mà lại sai, cho nó rối, rồi bỏ đó. Này cái cộng 3 à, cái cộng 3 này này ít ha, thì cái này bắt đầu nó ít dần á, nhưng mà ít dần. Với cái người mà có suy suy tư cao đấy, đặt vấn đề rồi thật là mâu thuẫn vô, rồi nó rối nùi lên à, đi đường nào rồi cũng được hết, mà không đi thì cũng không được luôn đó, vậy đó bỏ đó. Thì cái mình chỉ cần mình chỉ ra được cái sự mâu thuẫn như vậy thôi, mình đừng có giải, đừng có giải nha, đừng giải, là mất màu liền á, không, lúc này giải là mất màu, phải để đó, phải để cho về nó ngẫm, tại vì cái kiếp người của nó là ngẫm, không cho nó về nó ngẫm, nó ngẫm không có ra, đó lúc này nó mới vấn đề này hay, người đó quá hay, nhìn thấy vấn đề này, ta không thấy được vấn đề vậy, à vậy đó, vậy thì không phải cái nào mình cũng show ra là mình phải giải quyết vấn đề, ha, không phải nha. Ở lúc nào mình cũng phải giải quyết vấn đề, người ta mới thấy, mà mình biết cách đặt vấn đề thôi là người ta đã thấy rồi. Với những cái người mà người ta có sự suy tư cao đấy, người ta chỉ cần nhìn cách đặt vấn đề của mình thôi, nhìn cách mình bài trí nguyên một cái tiến trình để người ta rớt vào trong đó, người ta không có đường ra đó, là xem như cái người ta đã bị thuyết phục rồi, chứ không cần phải là mình đi giải quyết cái chuyện mặt vặt cho người ta đâu. Đó là cái thứ thứ ba. Cái thứ tư, đối với người có trí tuệ cao. Có hai ha, cái này không có gì có không, chỉ thấy người đặt vấn đề hay mà không nghĩ cho thì đó, tức là khi mà mình nghĩ chưa có tới được thì mình mới đi tìm để mình học, mình đi mò ha, coi coi cái người đó nói cuốn sách đó ha, về coi cuốn sách đó ha, người nói cái video hay gì coi video đó, nói trang web cái gì coi trang web đó đó, khơi gợi cái sự tầm kiếm để mà cái người kia đó người ta dời cái người ta mò, người ta tìm kiếm à, thì có những cái chiếc người chúng ta không cần chỉ trực tiếp ha, chúng ta chỉ để như vậy à, rồi cái người ta đi vậy, người ta tìm đi vậy, người ta tìm, người ta tìm, người ta thấy, người ta quan hỷ, lúc đó người ta bị thuyết phục. À, người ta bị thuyết phục mà. Oh, trời, cô Ngọc ha, giống như bữa nay ngồi nhận diện vậy ha, xem coi ai rớt vô trong cái chỗ nào thì vui quá. Cái trường hợp thứ tư đối với cái người có chỉ trí tuệ cao, đem những vấn đề mình chưa giải quyết được để trao đổi, từ chỗ đó mà biết trình nhau tới đâu. Từ đây, từ bậc này, ở trong này từ bậc này thì cả hai đã có sự cung kính nhất định với nhau rồi, đã thấy và rõ, không cần
xô chi nữa. Xô chi nữa. Đây là cái từ này thì khó kiếm. Cái hàng này khó kiếm. Đấy. Thì đó là cái cách mà quý vị dùng ngữ à, quý vị dùng ngữ. Tại vì thông thường á, khi mà quý vị gặp ở đời á thì nói chính à, nói chính à, chứ người ta đâu có thời gian đâu mà người ta sống mình kè kè mỗi ngày để người ta coi mình làm đâu, đúng không? Cho nên á là mình dùng ngữ nó nhiều hơn, dùng thân thì nó ít lắm. Dùng thân á là dành cho những người nào mà đi với nhau chặng đường dài. Thì sau khi người ta đã quán sát vị ngữ rồi đó, người ta tiếp tục chặng thứ hai, người ta quán sát vị thân, xem cái cách thể hiện nơi thân của mình nó có ăn khớp với cái phần ngữ không. À, lúc này rất là quan trọng luôn á. Ừ. Tại vì khi mà người ta có cái niềm tin ban đầu, niềm tin sơ khởi đó, niềm tin sơ khởi là niềm tin nơi ngữ, niềm tin sơ nơi ngữ nó dễ, nhưng mà sau đó rồi cái người ta thân cận, cái người ta thấy dởm, đồ này đồ dởm, không không thấy đồ thiệt. Ừ, không phải đồ thiệt. Hay ví dụ như đó, đây đọc được cái quyển Đúng Việc của ông Tư Trung đi chẳng hạn, thấy Trình nó cũng hay, bậc trí thức, hạng trí thức. À, như cái bắt đầu là nghe nói, tiếp xúc thử một buổi, nghe rồi tọa đàm cái trời ơi đổ vỡ, mọi thứ tan quang hết vì sao vậy? Rồi lấy cái thân gắt vô với cái ngữ, xong rồi cái trăm nghe không bằng mắt ấy. Thì cái nó gắt với cái phần phần thân vô đó là thành ra cái nó lòi ra, nó xì hèm ra liền, nó xì hèm ra nó hâm được. Nếu quý vị á là một con người mà phải đi trên cái con đường giáo dục chân chánh thì quý vị không được như vậy. Quý vị phải sống đôi cả hai, thân nói được thì thời á, xin lỗi, ngữ nói được thì thần, thời là thân phải hành được. Nếu như mà nó có trên lệch quá đó, ví dụ như quý vị đi theo cái hạnh nguyện thinh văn đi chẳng hạn, thì nó sẽ có sai lệch nha. Nói trước để quý vị là trù bị cái chuyện đó. Nếu như đi theo cái con đường thanh văn thì quý vị sẽ có cái sự sai lệch nhất định giữa cái ngữ, cái lời, cái khẩu đó và cái thân hành. Cái thân hành lúc nào nó cũng sẽ đi sau cái ngữ hành hết, cái ngữ hành đi trước, thân hành nó đi sau. Cho nên tỷ lệ mà nó phối hợp với nhau đó tầm 80% là quý vị hết sức sịnh sò, vô cùng sịnh sò luôn. Chứ thông thường không có đạt tới đó đâu. Trên 50 là mừng rồi đó. Trên 50 là mừng, cho nên nó đừng có yêu cầu cao quá rồi sinh ra thất vọng nghe, nhưng dưới 50 là không được nha. Dưới 50 là rớt nha. Không qua môn mà. Trên 50 thì được. Rồi tầm cỡ đó trở lên. Vậy thì quý vị ngày càng cao hơn á, cái sự tiệm cận giữa thân hành và ngữ hành á, nó sống đôi với nhau, càng xích nhau càng gần thì đó quý vị càng dễ dàng. Quý vị càng dễ dàng thâu tóm cái sự hiểu biết và để cho người khác thấy được cái năng lực thật của mình, và người ta chắc chắn người ta sẽ thấy được liền. Không không thể nào thấy được hết. Đó là cái phần ngữ. Rồi cái phần thân. Thân hành theo ngữ, thân hành theo ngữ tùy mức độ, tối thiểu 50%. Chỗ này nhớ cho người khác thấy,
khéo làm cho người khác thấy, để họ có niềm tin chân chánh vào điều học đã được nghe. Khéo hay chấm làm cho người khác thấy cái này nó hơi khó và nó cũng tùy theo mức độ, tùy theo mức độ mà người ta có cái niềm tin thế nào. Tức là cái này đó là tùy độ khó của điều học, mà người khác nhìn thấy mình xịn tới đâu, đây là thân cận ha, thân cận thì mới thấy, còn không thân cận thì khó thấy lắm. Quý vị có hiểu không? Có mường tượng được không? Thì tôi nói về cái những cái ví dụ ha, những cái ví dụ không biết là quý vị có để ý không. Cái ví dụ như thế này, quý vị nào mà có làm thì quý vị sẽ minh chứng được cái chuyện đó. Ví dụ nói về cái sự liên kết tri thức trong đầu thành ra một mạng lưới. Đây, cái này là cái mà tôi có nói với quý vị đó. Thì như vậy đó là nếu như á, mà nếu quý vị nào mà có làm ha, quý vị nào có làm thì quý vị đó sẽ đích xác là xác nhận là có cái chuyện đó, tức là sự liên kết các cái tri thức ở trong đầu thành một cái mạng lưới, thành một cái mô hình, thành một cái gì đó mà tôi gọi như là đường đi vậy đấy. Thì cái đó nó có. Thì nếu như quý vị để ý những cái buổi mà tôi trả lời câu hỏi, hoặc là tôi ví dụ như tôi trả lời cái bài này chẳng hạn nè, thì tôi cũng phải làm như vậy, tức là sự liên kết tri thức trong đầu thành một cái mạng lưới, và nó sẽ chạy tút 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 chậm á, để mà nó liên kết, nó gắn ra từng cái ý kia ý. Thì đó là cái điều này mình nói lên là nó có cái sự liên kết tri thức trong đầu và tạo mạng lưới như vậy đó. Thì như thế mình không có phải là mình nói một lần rồi mình bỏ, đó là mới là lời nói thôi, nhưng mà mình phải làm là sao. Ví dụ như cái điều này đó mình muốn thể hiện để cho cái người A, người B, người C gì đó thấy, cái người khác, người này là tùy vào người ha, cái chỗ mà người này nè, người khác, cái người khác này đó là hướng đối tượng. Thì lúc này mình phải làm cho cái người đó thấy là cái người kia ổng đang làm chuyện cho chuyện gì vậy, để giải quyết vấn đề này, tức là phải cho người ta thấy cái điều đó, hoặc là mình phải gợi ý cho người ta thấy, tức là khi mà làm này, ê làm đó nghe, tới đó làm đó để cho người ta thấy. Thì lúc này đó người ta mới tin rằng là cái điều đó nó có thiệt, người ta tin rằng là cái điều đó có thiệt và điều đó làm được thiệt, người này đã làm được thiệt và ta cũng có thể làm được thiệt. Đó, hết sức quan trọng luôn. Cái này là cái mà hồi trước á, tôi luận giá với anh Chương á, tôi có nói với nó về cái điều này. Thì á, là ghi nhận thôi, chứ chưa có cái sự thực hành và chưa có thấy được cái điều đó. Thì khi mà học bổ trợ rồi học tài năng rồi vân vân, thì mỗi lần mà tôi làm thì tôi đều nhắc ơi đó, liên kết đấy, là làm như thế. Thì cho tới một ngày nó làm được cái chuyện đó, tức là nó làm tự bản thân nó làm được cái điều đó, thì nó thấy rằng cái điều đó đúng rồi, cái điều đó có thể làm được, điều đó có thể làm được. Thì như vậy đó gọi là làm cho người khác thấy một cách hướng đối tượng, để từ đó họ có cái niềm tin vào trong cái điều học, họ có cái niềm tin vào trong cái điều học. Thì nó cái này là thông qua thân, và cái này là nó khó và cần thời gian.
À, mình sẽ liên kết tri thức trong đầu nghe mạng lưới. Rồi ví dụ khác, ví dụ như tôi nói về cái sự ứng biến, à, cái này á, là quý vị thì tôi cũng có, nhưng mà tôi cũng ít có dồn để quý vị làm, bởi vì nó khó. Cái thứ hai nữa là cũng không có cái hứng thú để làm, tại vì cái này phải có cái sự phối hợp, không có sự phối hợp thì nó rất là khó. Tức là khi mà mình gặp một cái vấn đề thì mình phải xử lý liền, ngay liền và lập tức, ngay liền và lập tức, cái không có chờ, không có em xin 3 phút suy nghĩ nha, không. Không ai trên đời này từ bi rộng lượng cho mình 3 phút đó đâu. Và đời của mình á, nó cũng có cho mình 3 phút nữa đâu quý vị. Vì cái đó là mình phải biết khéo khôn để mà mình sử dụng. Mình phải xử lý luôn, ngay tức thời xử lý. Nhưng trong cái lúc mà mình xử lý đó, mình phải tìm cái cách nào đó mình kéo giãn thời gian ra để mình suy nghĩ trong vòng 3 giây, 5 giây, 7 giây gì đó để mình xử lý. Chứ không phải là mình nay xin 3 phút, xin 5 phút, xin cái thời gian của ai đâu mà cho. Thời gian không phải của tôi đâu mà cho. Thời gian đó là của quý vị á, chứ không phải của tôi. Thời gian quý vị xin 3 phút thì sao? Thì tôi làm chuyện khác rồi. Thì tôi làm chuyện khác. Rồi quý vị sao mất 3 phút đó? Đừng đừng có vậy, uổng lắm. Thì đó, tôi nói về cái sự ứng biến đó. Rồi hồi trước tôi live chương rất là nhiều về cái điều đó. Lượng giá là nói, lượng giá là nói, la rất nhiều. Rồi chẳng rề, từ từ dừng phải suy nghĩ chép cho đẹp, rồi á là phải suy nghĩ trước sau thấu đáo nọ kia vân thế. Trời ơi, làm sao mà làm kịp, làm sao như vậy mà giải quyết tình huống nó nhanh được, như vậy nó rề lắm. Và riết thành quen, ngày càng già xuống sẽ càng chậm đi, già xuống sẽ càng chậm đi, chứ không thể già xuống mà nhanh lên, già xuống mà nhanh lên được. Cái điều đó nó làm mày càng chậm đi. Như vậy thì phải rèn luyện, phải đào luyện cái khả năng ứng biến, và phải ứng biến được, không chuẩn bị một cái gì hết. Nó đụng tới là mình phải xử lý nó liền, đụng tới là phải xử lý, mà xử lý là phải đẹp đó, phải như vậy đó. Cho nên tôi muốn muốn làm cái điều đó để cho trường nó thấy được cái điều đó chẳng hạn, thì tôi phải làm. À bây giờ đó, ví dụ như có một cái điều gì đó mà khi mà nó lại gần gũi với tôi, nó lại gần gũi với tôi thì nó lại thấy được một cách nó rõ ràng. Giống hồi trước mà tôi có nói với quý vị đó là đó, trước khi á, mà nó có thời gian nó qua bên tôi, nó gần gũi, nó ở đây nó học đó, thì trước rồi nó nghĩ như là tôi như là siêu nhân vậy đó, vô phòng là ngồi vô bàn đọc sách rồi đi bla 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 kiểu trời đất ơi bị điên không làm như là bị khùng vậy đó. Đó thì khi mà nó có cái thời gian nó gần gũi hơn đấy ơn, thì cái chuyện đó là cái chuyện nó tưởng tượng thôi, người ta tưởng tượng thôi. Vậy thì làm sao để có sự ứng biến ngay trong tức thì mà xử lý được vấn đề, không cần mình phải chờ đợi, mình phải chuẩn bị giấy tờ nha, nuôi 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 các kiểu. Vậy thì khi mà mình làm điều đó cho người ta thấy thì người ta có cái niềm tin là cái đó có thể làm được, có người ta làm được, mình cũng có thể làm được. Thì từ từ như vậy đó, bằng cái cách đó gọi là thân hành. Thân hành thì thân hành nó đi với cái phần ngữ hành ở trên, nói trước là thân hành phía sau, thì lúc này người ta sẽ có cái niềm tin. Vậy thì cái đó nó phải hướng đối tượng đó, để người ta thấy được cái điều đó, người ta tin, người ta tự tập thì nó mới thành tựu được. Dạ, sinh viên cũng một số thứ mình hướng dẫn xong thì có vài đứa đã làm được trước. Thế là lấy chính cách mẫu đó cho sinh viên khác. Bộ trợ thì hay làm chim mồi vì tới lúc đạt được một số kỹ năng nào đó thì nó lâu, cần chim mồi để mọi người chịu làm và duy trì sự rèn luyện. Xả thuốc, cái điều đó rất là cần, rất cần luôn á đó. Đó thì như vậy đó, đó là cái cách để quý vị mà thể hiện được cho người ta thấy cái năng lực quý vị có được không. Vậy thì bước đầu là xem như đó là chuyện của quý vị không phải chuyện tôi nha, là chuyện quý vị phải có năng lực nha. Còn quý vị không có năng lực thì thôi đừng có hỏi tôi cách nào xô nha, có mẹ đâu xô, không có gì chân này, xô gì xô này, xô cái bô rồi chứ xô gì vậy. Mình phải có mình mới xô được. Vậy thì trước tiên làm cho mình giàu về năng lực đi, mình xịn về năng lực đi. Lúc này mình không biết cái kỹ thuật xô đó, tôi chỉ kỹ thuật đó bao nhiêu thứ đó,
thì quý vị hoàn toàn có đủ cái điều kiện, cái sự hiểu biết, cái lý thuyết để quý vị thực hành cái chuyện mà thể hiện cho ta thấy đấy đó. À, nhưng mà còn lại quý vị cái gì, nếu như quý vị không có được cái nội hàm bên trong, tức là cái chất quý vị không có, mà quý vị xô một cái đó hay là đội bô lên đầu luôn đó nha, gặp những đứa mà nó thuộc dạng thứ dữ là coi như là đi bụi á. Cho nên nói gì cái nào cũng phải có cái sự trù bị cẩn thận, không khéo đó là mình tự vui mình vô trong con đường chết, là tới đó là không ai cứu nổi nha. Cho nên lúc nào cũng nhắc nhở về cái chuyện phải làm cho mình có năng lực, phải làm cho mình có năng lực. Không có mà thể hiện nghe là tự đào mồ chôn thiệt nha. Không có mà nổ đó là banh xác á. Do vậy mà quý vị phải rất cần luôn. Thì cái năng lực quý vị có là cái chi, xin thưa. Nếu như đó, quý vị còn chưa có nhiều thì nhớ giùm tôi học thuộc lòng. Nhớ giùm tôi học thuộc lòng là cái mà quý vị có thể làm được. Trong cái giờ phút này quý vị không làm là sẽ như vậy, khỏi làm gì nữa hết. Học thuộc lòng quan trọng lắm. Tôi cũng phải học thuộc lòng. Thì không có lý do gì quý vị không học thuộc lòng hết. Thuộc lòng mới làm được. Có những cái thứ mình không thuộc là mình đâu có nhớ để mình khai thác đâu. À, trong trường hợp một lớp nhiều người, nhiều kiểu người, mình ưu tiên dẫn lại thì mình ưu tiên cho đứa nào mình làm đứa đó con. Ví dụ như tôi dạy lớp 10 người, tôi ưu tiên cho Tân thì tôi làm, tôi thể hiện cho Tân coi rồi, còn mấy đứa kia chỉ hưởng ké rồi. À, mấy đứa kia hưởng ké thì cái đó tôi nhớ tôi đã dạy trong một cái buổi nào rồi, khi mà mình trả lời cho người khác chẳng hạn, hình như cũng là cái buổi nào đó, buổi nào đó quên mẹ rồi. Đó là mình phải làm sao để mà cái đứa mà mình hướng tới đó nó sẽ là hiểu 100%. Những đứa xung quanh khác thì cũng có sự lợi ích 50% trở lên, chứ không phải là vô ích. Đó, vậy thì cái đứa mà mình cần nói, đứa đó nó hiểu, đứa nó biết mình đang nói gì. Tại vì mình đá nó mà sao nó không biết được. Còn lại những cái đứa khác nó chỉ hàng phụ hở thôi. Vậy thì trong cái sự giao tiếp đám đông mình cũng phải chú ý. Nghe hay, trong kinh tế nó gọi là phân khúc thị trường đó. Đó, thì giao tiếp đám đông thì nó gọi là hướng đối tượng. Thì phải vậy đó, để không tin. Ok. Thôi hôm nay nhiều này thôi, nghỉ sẽ sửa xong bài rồi nha. Nhớ nha, không nhớ nha là không xài được nha. Bây giờ là quý vị là phải bước nhớ đó, rất quan trọng đó. Rồi thôi, bye bye quý vị nha. Giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch bệnh.